cứ trông thấy cây cau là tôi lại nhớ đến mẹ tôi, nhớ đến những cây chổi tàu cau của mẹ tôi những năm tháng tôi còn thơ ấu. Mảnh vườn con của nhà tôi chưa đầy nửa mẫu. Nhà vườn hồi ấy chưa biết chuyên canh, vườn tạp đúng nghĩa đó. Được cái là tuyển toàn giống ngon, mùa nào thức ấy. Giáp ranh đất là bờ tre, ven sông là hàng dừa. Hai bên bờ mương líp, cứ trồng cau cho rễ bệnh khỏi lỡ đất. Xen lẫn khoảng trống của những cây quýt, cây cam, cây bưởi, cây xoài là những thân cau thẳng tắp. Cha mẹ tôi lập gia đình được bà Hai là chị của bà nội tôi, một chủ điền nức tiếng giàu có, cắt cho khoảng đất này để ra riêng. Mọi sinh hoạt tính toán làm ăn của cặp vợ chồng trẻ là cha mẹ tôi hồi đó đều phải nhất nhất tuân theo ý kiến chỉ đạo của ông bà này. Lời căn dặn thường xuyên được bảo ban là ráng tiện tặng dành dụm cho mai sau. Công đi làm của cha tôi cộng với thu hoạch của mùa quýt, mùa cam, mùa xoài, cha tôi đều đem tiền gửi ở nhà băng không cầu chứng của ông bà này. Một nhà băng không hề có lãi suất mà cả vốn liếng cũng bạc tăm. Lâu lâu vui miệng khè khà bên chén trà nóng, ông bà mới ra ân công bố số tiền gửi đã được bao nhiêu để biết chứ không phải để sử dụng. Con số quên, nhớ, đúng, sai, cha mẹ tôi không dám cãi. Mẹ tôi làm dâu trong hệ gia đình phong kiến ấy, duy trì ngân sách thu chi với hạng lô dỗ quải trong năm bằng thu nhập ngoài vùng phủ sóng, đó là gấp nhặt vài chục trứng gà hay là mấy chục buồng cau dày, mấy bó chổi tàu cau mỗi kỳ, dăm ba bữa nửa tháng chèo xuồng ra chợ tỉnh. Sáng sáng, trong tiếng chim trao trảo râm ran đây đó, trong làng hương cau thoang thoảng, mẹ tôi dạo quanh một vòng khu vườn, gom từng tàu cau vừa từ giã thân cây tối hôm qua. Tôi tung tăng chạy theo, vác chỉ mỗi chiếc tàu cau mà còn ẻ ạch. Mẹ tôi ngồi ở hàng ba, tước lá cau khỏi tàu lá, rồi lấy con dao bầu, chuốt lấy gốc theo đằng gốc, ngọn theo đằng ngọn, trải trước thềm nhà cho ánh nắng vàng ươm cứng từng cọng cau. Thân tàu cau mẹ tôi chẻ đôi tề vừa kích cỡ để làm thân chổi. Dây buộc là lạc giữa nước tước từ đọt cà bắp của đám lá dưới mé sông. Ngọn chổi của mẹ tôi có dáng cong cong thanh thoát, vừa đẹp lại vừa dễ quét, cầm quét êm tay không sóc. Bó xong, mẹ tôi chất lên dàn bếp hông khói cho đến ngày xuất xưởng, khi có chuyến đi chợ. Các chủ mối hàng chưa bao giờ chê những bó chổi của mẹ tôi, vừa khéo lại vừa bền, quét đến cùng chứ không bao giờ sút sổ. Tàu dừa hồi ấy ít khi làm chổi vì nó đắc dụng ở nhiều việc khác như là nhóm lửa, làm đuốc trong cái thời nông thôn đêm đen đăm đóm lập lòe. Ngược lại, bây giờ người ta xài chổi tàu dừa, chổi tàu cau hầu như vắng bóng. Nhưng bàn tay mẹ tôi vẫn hằng hoài những vết chai từ những cái xiết dây bó chổi tàu cau. Còn những cái mo cau trắng muốt sực nước hương cau, không biết bao nhiêu lần tôi nằm gọn trong đó, hít thở mãi mê rồi ngủ thiếp đi với giọng ru ầu ơ của mẹ tôi. Có lúc tôi vòi vĩnh đòi mẹ tôi kéo đi long nhong quanh sân nhà. Mẹ tôi đâu thể dừng công việc bó chổi, cứ thoăn thoắt làm và dẫn dắt tôi vào những câu chuyện đời xưa. Chuyện làng, chuyện xóm, rồi chuyện lai lịch dòng họ, ông này bà kia, bà kể triền miên không dứt. Những chữ, những vần đầu tiên mẹ dạy tôi bên những chiếc mo cau.
Tôi đã biết đọc biết viết trước khi đến trường, và tôi dần xa mẹ từ khi đi học. Tôi lớn lên bên mẹ tôi, bên cây cau và bên những cái chổi tàu cau, những năm tháng thần tiên. Lâu lắm rồi chị mới bước chân trở lại siêu thị. Vẫn là những dãy kệ chất đầy hàng hóa, vẫn là không khí mát lạnh và sàn gạch bóng, vẫn những người bảo vệ nghiêm nghị và các cô gái tiếp thị cười tươi tắn đứng cạnh quầy đặt sản phẩm của mình. Kéo lấy chiếc xe nhỏ và đẩy theo một lộ trình đã quen thuộc. Chị cầm lấy chai xá xị lớn bỏ vào xe. Khi về nhà, một số sẽ đặt vào tủ lạnh để má chị phân phát khi các cháu nội cháu ngoại về chơi. Một số sẽ đặt trên cái ghế dựa kê sát giường má để má uống dần. Bước vài bước, chị chợt ngỡ ngàng. Má đã mất rồi còn đâu. Đến chỗ đặt trái cây, mùi sầu riêng thoang thoảng làm mắt chị cay cay. Ngày trước, má vẫn thích sầu riêng nhất trong các loại trái cây. Nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng mùa nào chị cũng mua thường xuyên. Có lần chị mua gần chục ký về đặt trên bàn thờ ba để má ăn dần. Chỉ ba ngày là má chị đã ăn hết. Người chị thứ bảy mỗi tháng về cũng đều mua vài trái để mẹ con bà cháu tụm lại ăn vui vẻ. Chị nhìn những trái sầu riêng đầy gai rồi thở dài. Má đã mất rồi còn đâu. Đi ngang những món má chị vẫn thích, mắm lóc, khô cá sặc, chà là Ấn Độ, hồng khô, chị thấy nhớ má quay quắt. Chị có thói quen mua những món đó về và cứ chất lên bàn trong phòng má chị, dù bà cụ bảo không ăn. Thế nhưng chỉ cần quay lưng đi, lát sau quay lại cửa sổ, lén trông vào, chị không khỏi tủm tỉm cười nhìn má đang nhai bõm bẽm. Vậy mà bây giờ, má đã mất rồi còn đâu. Má chị vẫn thích món thịt chị kho tiêu vì hợp khẩu vị của bà, vừa mặn vừa cay. Có gì lạ đâu. Vì từ nhỏ đến lớn, chị vẫn quen được má kho thịt cá cho ăn với khẩu vị đó. Má chị vẫn ưa ly cà phê sữa thật đậm buổi sáng chị pha, dù những năm sau này bà không dám uống vì sợ mất ngủ. Chỉ đến vài tuần trước khi mất, bà bỗng đòi uống trở lại bằng cái phin cà phê của bà từ cách đây hơn 30 năm chị vẫn dùng. Vậy mà chị lại không đoán được bà sắp đi xa. Thank you.
chị xách chiếc túi nhẹ bỗng về nhà. Những chú chó nhỏ vẫn túi ra mừng đón chị, nhưng chùm lông trên đầu chúng không còn được má chị cột thành cái đuôi gà như ngày nào. Có những sự thật mà đến giờ chị vẫn không thể nào tin được. Trong đời con người có bao nhiêu là nỗi đau, nhưng mất mẹ chính là nỗi đau duy nhất chị khó lòng chịu được. Và nhất là kéo theo sau mất mát đó là bắt đầu những mất mát khác thật nhiều. Mẹ tôi là một tổng hòa của những điều vô lý. Có điều gì đó dường như không bình thường lắm khi một đứa con lại nói về mẹ của mình như vậy. Mẹ tôi đen, ốm, lùn, khuôn mặt nhỏ, mũi thấp. Đó là điều vô lý thứ nhất. Ông bà ngoại đều to, cao, trắng trẻo, mũi cao, mặt chữ điền, các dì và cậu của tôi cũng vậy. Mẹ nhỏ bé trong nhà và cũng nhỏ bé giữa cuộc đời. Điều vô lý này về sau lại trở thành cái có lý. Vì đã 50 tuổi rồi mà mẹ vẫn còn mi nhon lắm. Ai cũng bảo mẹ trẻ lâu, trong khi các cô bạn cùng thời của mẹ phải lo đi thẩm mỹ viện để tân trang hay tu sửa lại. Ấy vậy mà trong thân hình bé nhỏ hạt tiêu ấy lại ẩn chứa một tính cách mạnh mẽ dữ dội đến lạ kỳ. Đó là điều vô lý thứ hai. Tôi nghe các dì kể, hồi nhỏ mẹ vốn nổi tiếng là bông lì, không sợ bất cứ con gì và cũng không tin bất cứ điều gì. Tính mẹ thẳng thắn, đôi khi trở nên nóng nảy. Yêu ai thì nói, ghét ai thì chửi. Mẹ không bao giờ chịu thua kém ai. Chả ai ăn hiếp được mẹ. Còn nhớ hồi mẹ bán đồ chơi ở chợ Đầm, bà Thảo bà Hồng giành khách đã bị mẹ làm cho một trận nhớ đời. Mẹ nóng tính là vậy, ngoại hình chỉ ở mức trung bình. Vậy mà bà vẫn đổ và mãi đến giờ vẫn không muốn đứng dậy. Đó là điều vô lý thứ ba. Theo lời mẹ kể thì hồi đó bà học giỏi nhất lớp, làm cán sự môn vật lý, lại đẹp trai và hiền, nên lúc nào cũng có nhiều vệ tinh vây xung quanh. Còn mẹ thì lẹt đẹt với những con số, vật vã lắm mới vượt qua được kỳ thi tú tài với kết quả toàn ten. Vì vậy, mẹ nhìn ba rất chi là ngưỡng mộ và để đó chỉ vậy thôi. Ấy thế mà, bạn đi 5 năm sau, ba đột ngột trở về trong màu áo bộ đội và cưới. Một năm sau đó có tôi, một năm sau nữa có em gái tôi, 12 năm sau nữa em trai tôi chào đời. Quả là một sự vô lý có hậu. Những năm sóng gió, ba bị mất việc, gia đình tôi từ chỗ giàu nhất xóm rớt xuống thành nghèo nhất xóm. Một tay mẹ vất vả nuôi cả nhà. Tính mẹ vốn cứng cỏi như đàn ông, vậy mà mẹ lại có những nghề tay trái rất ư là nữ tính. Đó là điều vô lý thứ tư. Mẹ vẽ tranh, làm bánh kem, may quần áo, thiết kế những đồ lưu niệm xinh xinh.
mẹ có thể bỏ ra hàng giờ để bắt muỗi theo phương pháp mới sáng tạo. Mẹ cực kỳ nhạy cảm với vấn đề sức khỏe và đời sống. Mẹ có hàng lô tạp chí thuốc cất kỹ trong tủ. Những câu chuyện của mẹ, chúng tôi đã thuộc đến từng chi tiết. Vậy mà mẹ vẫn kể đi kể lại, vẫn say sưa và hứng thú như lần đầu. Mẹ bản lĩnh là thế, nhưng lại khóc tu tu khi con chó Bi qua đời. Đối với chị em tôi, thì tình thương của mẹ thật khó có thể cảm nhận được bằng các giác quan trực tiếp. Giống như là mẹ nhỏ bạn thân tôi vẫn làm, đó là những nụ hôn, những cái bẹo má hay những khi chải đầu, tết tóc cho con gái cưng. Mẹ tôi thì không như thế đâu. Và chúng tôi đã từng cho rằng đó là cả một trời vô lý. Cái tuổi thơ dậy thì ngớ ngẩn đã biến tôi thành một đứa ngỗ ngược, không ít lần làm mẹ buồn. Thậm chí nói ra thật xấu hổ, khi mẹ xa nhà một thời gian, tôi đã từng muốn mẹ đừng về nữa. Sinh ra tôi có lẽ cũng là một sự vô lý của mẹ. Mấy năm gần đây, khi chúng tôi lần lượt vào đại học, mẹ càng thêm vất vả. Ba vào Sài Gòn chạy xe ôm nuôi chị em tôi ăn học. Ở nhà chỉ còn một mình mẹ bươn chải nuôi thằng Út. Em gái tôi học mỹ thuật, mẹ bắt nó phải vẽ đúng thực tế căn nhà trọ của ba cha con để mẹ tưởng tượng. Rồi mẹ gửi đồ tiếp tế luôn, toàn là những món khoái khẩu của chị em tôi. Ăn vào như nuốt được cả vị đắng của những giọt mồ hôi nhọc nhằn. Mẹ chẳng than phiền gì, lúc nào cũng động viên ba cha con cố gắng. Thật ra, người phải cố gắng là mẹ mới đúng. Âu, đó cũng là một điều vô lý. Hơn nửa đời người, mẹ vẫn chưa thôi lo nghĩ, vẫn chưa thôi căng mình trước cuộc đời, vẫn chưa thôi diễn vai chính trong gian nan và vai phụ giữa hạnh phúc. Ngày xưa tôi thần tượng những Giang Đông Quân, những Lam Trường, những Nicole Kidman, nhưng bây giờ đây không ai khác ngoài mẹ. Mẹ tôi là một tổng hòa của những điều vô lý, nhưng cả ba tôi và các em đều yêu cái sự vô lý ấy, và đó lại trở thành điều có lý nhất trên đời. Tôi bốn anh em thuộc gia đình nhà nông cần cù lam lũ, quanh năm đầu tắt mặt tối mới có đủ cọng rau con cá trên mâm cơm thanh đạm. Cha tôi có chút ít học vấn, nửa chợ nửa quê, theo đòi phong cách phêu bồng, ông thường bỏ nhà đi biền biệt. Má tôi, người đàn bà nông thôn giữ vững nếp nhà, tròn câu tứ đức. Song bà bất hạnh, cô đơn, lẻ loi thui thủi, triểu nặng đắng cay tuổi hờn khi trong gian nhà vắng bóng cha tôi. Bà chỉ còn ôm chặt lũ con thơ để làm lẽ sống. Mộc mạc thầm lặng và nồng nàn, tôi bùi ngùi xót xa bởi những đêm khuya im vắng trong ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn dầu. Bên cánh võng đông đưa, má tôi dỗ em tôi bằng điệu hát ru buồn. Bóng mẹ bế con rung rinh in trên vách lá. Tôi tưởng chừng như đấy là thiếu phụ Nam Xương, ảo não lạnh lùng. Ở nông thôn ngày trước, nhà thưa xóm vắng, những đêm gió rít mưa rào, tiếng chim cú ma quái vọng lên từng hồi từ phía mấy cây dừa lão ung tùm sau nhà, gieo cho lũ trẻ con chúng tôi nỗi sợ hãi tím mật. Đêm ngủ, chị em tôi cứ trùm mền kín đầu, co chân rút cổ, không dám bước ra khỏi giường. Chỉ có em bé được ngủ bên má, được ôm chặt lấy bầu vú mẹ, vừa no vừa ấm.
nên thỉnh thoảng em cười rúc rích và có khi khoái chí còn khẽ hơn em. Một đêm tối, tôi đang trùm mền ngon giấc nằm bên đứa em kế 6 tuổi khi ngoài trời mưa rơi tí tách trên mái lá. Tôi chợt giật mình vì nghe tiếng em bé gào khóc ầm lên. Tôi tốc mền bật dậy vì không nghe tiếng mái dỗ em. Tôi hơi ớn lạnh sực sống. Trong nhà lại tối tui, đèn dầu cạn tắt từ hồi nào. Tôi hướng sang giường em bé gọi giật. Má ơi! Má đâu rồi? Vẫn lặng im. Em bé càng gào to, tôi càng thêm quýnh quán. Bặm môi, co chân, tôi nhảy sang giường má, quờ quạng bế xốc em lên, dỗ dành. Nhưng dỗ hết hơi, mà em vẫn không nín, cứ quơ tay khóc thét, gọi má ơi má hỡi. Vừa sợ vừa tức em, vừa giận má, tôi quát em. Nó càng khóc dữ. Tôi mếu máo, bế xốc em xô cửa chạy ào vào đêm tối. Ngoài trời mưa vẫn lâm râm, gió lạnh thấu xương. Ánh trăng non chỉ còn chiếu đôi chút ánh nhạt nhòa vỡ vụn. Tôi bế em lao trong mưa, tiến sát vườn trầu, nơi má thường ra đây gánh nước, tưới vào những đêm khuya khi con sông nước lớn đầy. Vẫn không có tiếng động nào, trời vẫn tối om. Hình ảnh ma quái len vào đầu tôi rần rợn. Má không có ở đây vì đêm nay mưa. Tôi run lập cập rồi khóc to lên, hòa với tiếng khóc của thằng Út vang vang, làm cho con chó mực ở trong nhà bật sủa ầm ĩ. Tôi bế em vượt nhanh ra phía bờ sông. Bây giờ thì tôi biết má ở đâu rồi. Đứng trên bờ đất nhão mềm trơn ướt, ngóng cổ về phía bờ sông, tôi gọi giật. Má ơi má, về cho em bú, em khát sữa khóc quá trời nè, má ơi. Một bóng đen lom khom nổi lên giữa dòng sông cạn. Qua ánh sáng lờ mờ, tôi nhận ra ngay hình dáng gầy gò của má tôi. Nghe tiếng tôi gọi, má lóp ngóp bì bõm vội đi vào bờ, tay xách rổ, tay xách giỏ, mình mẩy ướt đẫm. Má đi xúc tép mò cá vào giữa khuya khi con nước ròng cạn. Má run rẩy vì ướt lạnh. Vậy mà tôi ngu ngốc dại dột, đã không biết chia sẻ nhọc nhằn với má, còn phụng phịu đay nghiến má. Thôi đi má ơi, đêm nào má cũng mò cua xúc cá, bỏ em khát sữa, bỏ tụi con sợ ma phát điên nè. Má không thương tụi con chút nào hết. Tức tưởi như con khùng, em bé được thể càng hét to hơn. Hai chị em hè nhau phá tan bầu không khí vắng lặng giữa đêm tối. Má tôi dịu giọng vỗ về. Thôi thôi, nín đi con. Con lớn mà khóc om lên như vậy á, làm cho em nó sợ, nó khóc theo kìa. Thôi nín đi con. Mình mẩy ướt đẫm, má rung rung xách giỏ cá vào nhà. Thay áo vội, má đón thằng Út vào lòng, hôn như mưa bất lên đầu, lên mặt em tôi, vạch áo, đưa bầu vú tóp teo vào miệng nó. Tội nghiệp thằng Út, vì quá đói, vì quá khát khao hơi ấm của mẹ, em ôm chặt lấy bầu vú. Tôi vẫn còn tức, chưa tha cho má tôi, dẫu thằng Út đã lim dim ngủ trong lòng ngực héo hon của má. Má cứ bỏ tụi con hoài trong đêm tối, có ngày mà nó ăn thịt tụi con chết luôn á. Tôi ấm ức cào nhàu tiếp, trong khi con mực ngoan hơn tôi, nó đến ve vậy liếm tay má tôi, mừng rỡ thân thiện như an ủi má. Nói lên điều này với má, nước mắt của má lại ứ lại chực tuôn trào. Má vuốt tóc tôi thì thầm. Da thịt dẫu có bị ngâm trong nước lạnh, bão lũ, nhưng hơi thở, dòng máu trong tim, trong phổi của má dành cho các con bao giờ cũng ấm, nóng, trừ khi má chết đi rồi. Tim tôi giật thót như bị bứt xé, tôi thấm nỗi đau của má.
tôi hối hận. Siết chặt tấm thân giá lạnh của má, tôi nghẹn ngào. Má ơi, con quá tệ, con đáng tội lắm. Xin má lượng thứ cho con, đừng giận con nghe má. Gạt nước mắt, má tôi mỉm cười hồn hậu bao dung. Tôi càng thêm hối hận vô cùng. Rồi chúng tôi lớn lên, hòa nhịp với bà con trong làng, cùng bao làng lân cận, hăng hái lên đường cứu nước. Cha tôi cũng trở về và cùng lao vào cuộc chiến chống xâm lăng, bảo vệ xóm thôn, đồng ruộng. Má tôi vẫn ở lại quê nhà, bền chặt với dòng sông, với ngọn rau, tất đất, với mồ mả ông bà. Bà con thầm lặng kín đáo góp công vào việc nước non ở thời khói lửa, thời làng xóm bị giặc bao vây. Cho tới ngày đất nước bình yên, chúng tôi trở lại, má đã già còm cõi. Trong niềm vui rộng lớn chan hòa, má đã câm nín nuốt nỗi đau vì mất con. Người anh cả thương yêu của chúng tôi đã nằm xuống nơi chiến trường. Ngày còn nhỏ, mẹ chở con đến trường mẫu giáo trên chiếc xe đạp cọc cạch của mẹ. Trường ở xa cơ quan nên hàng ngày hai mẹ con phải thức sớm. Bố ra đồng, còn hai mẹ con đi về phía chợ. Con vẫn nhớ chiếc xe mẹ lăn bánh đến trường và những giọt nước mắt của con cũng lăn theo vòng xe vì phải bỏ lỡ những trò nghịch phá với lũ trẻ trong xóm. Mẹ phải chỉ những bảng hiệu hai bên đường màu sắc sặc sỡ để con nín khóc. Quay sang hỏi đủ chuyện về những cái tên bảng hiệu ấy. Mẹ rành tính con mẹ quá, con trai mà tò mò đủ thứ chuyện. Riết rồi những chữ cái to đùng đầy màu ấy cứ gom nhặt vào đầu con, chất đầy lên từ bao giờ chẳng biết. Một ngày, mẹ ngạc nhiên và thích thú khi nghe con Bibo khoe đã nhớ được ngần ấy cái tên. Rồi mẹ mua cho con bộ xếp hình chữ cái. Ôi, những miếng nhựa đầy hình thù kỳ lạ lại kích thích sự tò mò của một thằng con trai nghịch ngợm. Cứ thế, hai mẹ con mình gom từng chữ. Đến khi cô giáo hớn hở khoe với mẹ, con dám lấy sách của cô đọc thơ Trần Đăng Khoa cho mấy bạn sơn ca nghe, mẹ cười hãnh diện. Con về nhà ngâm lại bài thơ ấy. Trăng tròn như nón mẹ nhấp nhô trên đồng xa. Rồi con lớn hơn một tí thôi, nhưng đã biết cầm báo của bố đọc. Tờ báo to ơi là to, còn con thì vẫn bé đến tội. Vậy mà hàng tuần, cứ mỗi thứ sáu, mẹ lại nhín tí tiền chợ, mua cho con tờ báo Nhi Đồng. Những tờ báo tí ti đầy màu sắc sặc sỡ, mở ra trong đầu con biết bao điều mới lạ. Con biết ơn mẹ công cha, con biết cỏ cây hoa lá, con biết thế nào là truyện ngắn, là thơ ca. Và con đã không còn năng nhặt chặt bị những chữ cái nữa. Còn mẹ giờ đã biết gom chữ thành thơ. Những câu thơ đầu đời kiểu nước chảy băng băng, nước qua ruộng đồng, được cả gia đình mình tán dương nhiệt liệt. Những sáng dậy sớm, mẹ lặng lẽ pha trà cho bố, rang cơm cho con. Hai bố con thảnh thơi bình thơ, thằng nhóc con đã có những câu chữ non nớt để bố phụ họa. Và con nhớ lắm, mùa lũ năm ấy, nước ngập những đường đi quanh nhà, nước chảy tràn trên đường phố. Vậy mà mẹ vẫn ra chợ mua cho con tờ báo Nhi Đồng có đăng bài thơ đầu tiên của con. Cả xóm biết con mẹ là thi sĩ. Nhưng mẹ ơi, ý thơ thì của con, còn chữ là của mẹ. Những con chữ mẹ chảy bao sức người để gồng gánh cho con. Rồi con cũng chẳng còn mè nheo như trước, đã biết ôm cái cặp to tướng tự đi học được rồi. Mẹ cho con đến lớp Anh Văn buổi tối,
cả một lớp đầy nhóc là nhóc. Chỉ có điều duy nhất một cô đã lớn ngồi cùng thằng bé vẫn tí hon. Cô đó không ai khác hơn là mẹ của con. Mẹ đã bỏ bao mặc cảm của một người lớn tuổi. Mẹ bỏ ca đêm, bỏ bố bơ vơ ở nhà, cốt chỉ mong con mình vững tâm học tập, học để biết thêm những con chữ mới lạ mà đầy bổ ích. Mẹ tự hào nói rằng con mẹ dường như có năng khiếu về ngoại ngữ. Những thứ tiếng nước ngoài cứ thoát ra từ đôi môi trẻ thơ xinh xắn, nghe hạnh phúc và sung sướng quá chừng. Cứ thế, con mẹ đi lên từ từ. Con mẹ thì vẫn vậy, đôi môi đã lớn tuổi, uống từng chữ khó nhọc. Đến một ngày, mẹ chẳng thể nào theo con đến các lớp ngoại ngữ được nữa. Vậy là mẹ mua thật nhiều sách, những cuốn sách ngoại ngữ đắt tiền, trang bìa bao giờ cũng là cho nhí của mẹ. Rồi con mẹ có bằng A, bằng B, bằng C. Mẹ khóc. Vâng, con nhớ mẹ đã khóc khi con được thủ khoa bằng C, dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Ôi, giọt nước mắt lăn trên má mẹ mà con cứ thấy lung linh những con chữ ngày nào mẹ cõng cho con. Mười tám năm khôn lớn, chữ nghĩa, sách đèn, những đêm khuya thức học thi, mẹ một góc, con một góc, cùng tra chữ. Để bây giờ con mẹ vào đại học, một trường đại học danh tiếng, mẹ không còn tỏ vẻ tự hào nữa vì biết con đã lớn, lớn đủ để hiểu lòng mẹ rộn rã xiết bao. Mẹ biết đường đời dài trước mắt, nhưng con mẹ đã có thể vững vàng đi, đã có thể tự kiếm chữ cho mình. Mẹ biết những con chữ nhảy tràn trong đầu con mẹ bây giờ không đơn giản là con chữ ngày xưa. Nhưng mãi mãi mẹ vẫn tự hào vì con chữ ngày xưa mẹ cõng về. Bởi trong con chữ đó không đơn thuần chỉ toàn là A, B, C. Chữ có cả tình người, cả cách làm người, cả nghị lực và đức hy sinh của một con người. Phải không mẹ? Chiến tranh tàn phá quê hương khốc liệt, mẹ gồng gánh bỏ nương rẫy dẫn anh em tôi lên cao nguyên sống cùng cha. Không một tấc đất trong tay, mẹ chỉ biết cặm cụi chuyện bếp núc và chăm sóc anh em tôi. Cha suốt ngày buôn bán ngoài chợ, chẳng lo đến việc nhà. Không biết từ bao giờ, thói đam mê cờ bạc đã ngấm vào máu thịt ông, gặm nhấm mòn mỏi cuộc đời gia đình tôi. Rồi ngày đó cũng đến, chiếc đầu máy may, tài sản giá trị nhất còn lại trong gia đình cũng theo cha vào sòng bạc. Kinh tế gia đình kiệt quệ. Thất vọng về cha, mẹ già đi trông thấy. Còn cha thì chán nản theo đám bạn chạy tan tác khi miền Nam giải phóng. Cuộc sống của anh em tôi lúc bấy giờ như ngọn đèn trước gió. Không khoanh tay đứng nhìn, mẹ bắt đầu cuộc sống mới bằng cách làm thuê cho người cô ruột của tôi. Cuộc sống tủi nhục của mẹ cũng bắt đầu từ đấy. Cô tôi bán cá khô ngoài chợ, bà hành mẹ tôi như một người đi ở. Nhiều buổi trưa mang cơm cho mẹ, dưới cái nắng chói chang như đổ lửa, nhìn mẹ vừa ăn cơm vừa phơi cá, tâm hồn non trẻ của tôi lúc ấy không còn khái niệm về ấm no. Không thể trông chờ vào lòng tốt của cô, mẹ chuyển sang làm việc khác. Mấy cô hàng cá tươi tốt bụng, mỗi người giúp một ít để mẹ có được đôi gánh đi bán cá dạo.
Cuộc sống của anh em tôi cũng đổi thay theo từng bước chân mẹ. Từ sáng sớm đến tối mịt, bước chân bà trải đều trên những cung đường thăm thẳm, gánh cá tươi cứ rong ruổi bốn mùa. Ngày tháng trôi đi, chúng tôi lớn lên theo mái tóc bạc phơ của mẹ. Một buổi chiều mùa đông, mẹ về sớm, em gái mừng ra mặt, dành phần làm tất cả để mẹ lên nhà trên xem tivi. Bà cứ hục hặc đòi làm, đôi bàn tay đã quen không để không được. Chiều lòng con, bà lên nhà xem tivi. Lâu lắm rồi tôi chẳng thấy mẹ xem tivi. 3 giờ sáng mẹ đã dậy quẩy gánh đi chợ để kịp lấy cá bán đến 7-8 giờ tối mới về. Lúc ấy đêm đã buông quá cửa rồi, cơm nước xong thì giấc ngủ ập đến. Lên nhà trên, bà ngồi bệt xuống đất như bao đời ngồi bên thúng cá nuôi con. Anh tôi bảo mẹ ngồi lên ghế cho đỡ lạnh, bà rầy. Bay nhiều chuyện, má ngồi dưới đất quen rồi, mà cũng nhờ ngồi dưới đất thấp hơn người ta mới có thêm đồng thứ 10 nuôi con chứ. Anh tôi nói mãi, mẹ mới chịu đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế tựa bằng cước cũ kỹ. Nằm được một lúc, bà ngồi dậy nói. Nhà mình có cái ghế nằm thiệt sướng, chắc mua mắc tiền lắm hả con? Anh tôi nói. Do má không biết đó chứ, cái ghế này nhà mình có hơn 10 năm rồi, mà cho cũng chưa chắc ai lấy. Tôi lặng đi. Bao năm rồi mòn mỏi nuôi con, mẹ chưa có một ngày được hưởng niềm sung sướng. Chưa một lần mẹ ngã lưng trên chiếc ghế tựa cũ sờn ấy. Mẹ nằm lên chiếc ghế ấy sẽ êm hơn. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi, biết anh em tôi lớn lên nhờ một đồng mẹ ngồi dưới đất. Bây giờ mẹ đã 72 tuổi nhưng vẫn không chịu nghỉ. Gánh cá tươi như định mệnh gắn chặt đôi vai bà. Cái mùi tanh tanh của cá mỗi chiều về như quyện chặt vào một phần cuộc sống gia đình tôi. Sức sống nào đã giúp cho người mẹ đến thế ngoài tình thương con vô bờ. Hôm qua đi dự lễ chúc thọ mẹ của một người bạn, nhìn bà ngồi trên chiếc ghế tựa như ngai vua, tôi thầm ước đến cuối đời mẹ tôi sẽ được một lần ngồi lên ghế ấy. Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình khá giả, lại là con trai độc nhất, nên từ nhỏ đã được nâng niu, cưng chiều như một báu vật. Mọi sinh hoạt của tôi, từ ăn uống đến học hành, đều có người phục vụ. Vì đã quen được cưng chiều cung phụng, nên càng lớn tôi càng ỷ lại, chỉ lo ăn chơi lêu lỏng mà chẳng chịu học hành. Năm vào cấp 3, tôi bị xếp vào dạng học sinh cá biệt. Nhiều lần bị nhà trường cảnh cáo và mời gia đình lên làm việc vì những trò quậy phá. Nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy. Cuối cùng, gần cuối năm lớp 11, tôi bị đuổi học. Từ đó tôi càng hư hỏng, suốt ngày tụ tập lêu lỏng với những đứa chẳng ra gì,
Không biết từ lúc nào tôi đã vướng vào ma túy, thứ bột trắng ma quỷ ấy. Lúc đầu chỉ vì những lời khích bác của bạn bè và thỏa mãn tính hiếu kỳ, dần dần tôi đâm ra nghiện. Tiền bạc bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn những cơn nghiện của tôi. Đợi mọi người trong nhà sơ hở là tôi chôm đồ đem đi bán. Từ những món có giá trị nhỏ đến lớn. Chôm đồ nhà không đủ, tôi chôm cả đồ của hàng xóm. Nhiều người nóng giận đến nhà chửi rủa. Mẹ tôi vừa phải năn nỉ người ta, vừa phải bồi thường tiền. Từ hàng khá giả, gia đình tôi lâm vào cảnh túng quẫn, nợ nần chồng chất vì tài sản trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi theo tôi. Những lúc tỉnh táo nhìn mẹ đau khổ, bà tức giận, tôi hối hận lắm. Nhưng khi lên cơn đói thuốc, tôi mất hết nhân tính và bằng mọi cách để có được tiền. Tôi như con thiêu thân trót say ánh đèn. Không biết bao nhiêu lần tôi ra vào trại cai nghiện, cứ về nhà được vài tháng là tôi lại tái nghiện. Riết rồi mọi người bỏ mặc tôi. Đi đến đâu ai nấy đều xa lánh, cảnh giác và nghi ngờ. Chỉ có mẹ là vẫn kiên trì gần gũi, khuyên bảo tôi. Lần cuối cùng trong đợt truy quét tệ nạn xã hội, tôi bị công an phường bắt định đưa vào trại cải tạo. Mẹ chạy ngược chạy xuôi làm giấy bảo lãnh cho tôi về cai nghiện tại nhà. Ba tôi và các chị đều phản đối kịch liệt quyết định của mẹ vì cho rằng nó đã hết thuốc chữa. Lúc tôi về nhà, mẹ đi đặt ngay một cái lồng sắt để tôi sống trong đó suốt thời gian cai nghiện. Mẹ nói trong nước mắt với tôi, lần này mẹ sẽ ở bên cạnh để giúp con. Mẹ tin tưởng con nhất định sẽ vượt qua. Nói là làm, mẹ chui luôn vào cái lồng sắt đó ở với tôi, nhờ ba bên ngoài khóa ống khóa lại. Mọi sinh hoạt ăn uống, tiểu tiện đều trong phạm vi tù túng đó. Những ngày đầu tôi vật vã với những cơn đói thuốc, mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, xoa bóp, an ủi. Khó khăn rồi cũng trôi qua. Ngày tôi hoàn toàn cắt được cơn và ra khỏi lồng sắt thì mẹ cũng bơ phờ hốc hác. Nhìn mẹ xác xơ, ý chí đoạn tuyệt với ma túy trong tôi càng mạnh mẽ. Tôi quyết định chặt một lóng tay trỏ để tự thề nguyện sẽ không bao giờ tái nghiện. Thỉnh thoảng bị bạn xấu rủ rê, tôi muốn xiêu lòng. Nhưng khi nhìn vào bàn tay thiếu mất một lóng, nhớ lại những giọt nước mắt của mẹ, tôi lại thức tỉnh. Sợ tôi có thời gian rảnh sẽ sinh ra chuyện này chuyện nọ, nên mẹ đóng tiền cho tôi học lớp sửa ô tô. Công việc đã giúp tôi lấy lại thăng bằng cuộc sống. Tôi bắt đầu hành trình làm lại cuộc đời. Một tiệm sửa xe nho nhỏ, một mái ấm gia đình giản đơn. Tất cả đến với tôi như một giấc mơ. Trớ trêu thay, khi tôi có chút danh phận, sự nghiệp, thì mẹ đã bỏ tôi ra đi vĩnh viễn sau một căn bệnh ngặt nghèo. Giờ đây, mỗi năm đến ngày giỗ, thắp nén hương cho mẹ, tôi lại nhớ đến người da diết. Dù mẹ không còn hiện diện trên cõi đời này, nhưng trong trái tim tôi, người vẫn sống mãi. Để mỗi khi lầm đường lạc lối, chán nản thì hình ảnh của mẹ như một động lực giúp tôi vượt qua. Mẹ ơi, con thật sự may mắn có được một người mẹ như vậy. Lòng mẹ cao như trời, bao la như biển cả, mà suốt cuộc đời này con không thể nào quên.
Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em, lại là chị lớn. Thuở đó, những năm 1920, ở vùng nông thôn, con gái không được đi học. Má tôi ngày ngày bồng ẩm mấy đứa em nhỏ đi chơi, quanh quẩn xem mấy đứa em trai lớn học bài, nhẩm đọc theo và biết đọc, rồi tập viết bằng que củi trên đất. Vậy đó mà má tôi đọc được nhật trình. Lớn lên, má tôi phụ tiếp ông bà ngoại làm việc đồng ruộng, rồi có chồng, có con, nuôi con, vẫn tiếp chồng làm ruộng và dạy dỗ các con. Sáng nào, má tôi cũng gọi anh em chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng để học bài, trong khi má cúng bàn thờ, quét sân, nấu cháo và nấu nước sôi đổ vào bình thủy để châm trà. Biết chuyện má không được đi học mà tự học để biết chữ, biết tính toán, nên chúng tôi luôn nỗ lực học tập. Cả cuộc đời cay cực của má tôi, cam phận làm vợ, làm dâu, có lúc tưởng như đã đổ gục vì tính khí ba tôi thời trung niên, gia trưởng, độc đoán, rất nghiêm khắc với vợ con, nhưng lại rộng rãi và dễ dãi với mọi người. Có lúc nhà thiếu thốn, ông bắt má tôi đến nhà hàng xóm vay lúa non để lấy tiền làm chi phí cho ông đi lo lót xin khỏi đi quân dịch hay khỏi bị tù vì tình nghi Việt Cộng. Có khi má tôi phải nuôi cơm trong nhà gần 20 người đến ở nhờ cậy, những chuyện tương tự như vậy. Có lúc ba tôi lo giúp chuyện người ta không được thì về nhà trút giận lên vợ và các con. Tủi nhục, đau khổ vì bị chửi mắng, hành hạ, má tôi vẫn cắn răng chịu đựng vì thương bảy đứa con không nỡ bỏ đi. Má tôi tự biện hộ: tại cái số mình nó vậy, hay tại kiếp trước má thiếu nợ, giờ phải trả, không trả hết kiếp này thì kiếp sau cũng phải trả nữa. Má tôi sống được, chịu đựng được nhờ tin tưởng vào thuyết luân hồi. Nhờ vậy mà anh chị em chúng tôi còn có cả gia đình để lớn lên học hành nên người. Anh chị em chúng tôi gần gũi bên má, muốn xin mua cái gì cũng rủ rỉ nhờ má xin ba giùm, vì má cũng không được phép quản lý nhiều tiền. Má chỉ chi tiêu chuyện cơm nước hàng ngày. Ngân sách gia đình là bồ lúa, muốn mua sắm gì nhiều, má phải xin ý kiến ba cho bán lúa để có tiền mua. Sau này qua tuổi 60, ba tôi đổi tánh, trở nên dễ dãi và gắn bó với vợ con hơn. Qua tuổi 70, cả ba và má chúng tôi đã không còn lo toan chuyện làm ăn gì. Anh em chúng tôi tự nguyện chung hùng nhau, phụng dưỡng đầy đủ và ân cần, muốn gì chúng tôi cũng chiều. Anh em chúng tôi đã lớn, ai cũng có việc làm, có thu nhập. Mỗi khi con cái cho tiền, má tôi đều ghi vào quyển tập mỏng. Tên đứa nào cho, số tiền cho, hết trang giấy cộng lại. Bọn tôi đùa vui cho là bà ghi để điểm danh xem có sót đứa nào không. Có đứa còn nghĩ má ghi vậy để xem đứa nào cho nhiều cho ít. Tiền con cái cho đủ mua được một chỉ vàng là má mua ngay, nhưng không phải sắm vàng để đeo mà cất đi. Anh em chúng tôi đùa vui cho rằng má mình thích mua vàng như những người lớn tuổi khác thích chơi cây kiểng, thích sắm quần áo, thích đi du lịch, thích trông nom cháu nội cháu ngoại. Tôi có nhiều thứ cây ăn trái. Mỗi khi có trái chín ngon, má tôi thường hái để dành cho từng đứa con. Chúng tôi đã có gia đình, má cũng nhờ gửi tới các cháu nội ngoại. Nhiều lần trông thấy má tôi bắt ghế bọc bông nhãn không cho chim ăn hay hái mãng cầu, anh em chúng tôi lo má té ngã và dọa sẽ đốn sạch cây trái trong vườn. Thuê mướn người ta làm, má tôi không hài lòng. Má thích tự làm. Cho nên mỗi khi tới thăm má, anh em tôi thường dạo quanh tất cả cây trái trong vườn để hái, như vậy bà mới chịu. Khi có mít chín, má tôi xẻ ra và lột từng múi nhỏ, cẩn thận cắt bỏ từng chỗ dập,
sợ các cháu chê không ăn. Nhìn bà ngồi miệt mài lục mít, cắt gọt, đứa cháu nào cũng thương, khuyên bà nằm nghỉ, mà má tôi có chịu đâu. Trong những lần trò chuyện, tôi tìm cách hỏi khéo và biết được ngày cưới của ba má mình. Rồi tôi cùng anh chị em trong nhà bí mật tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày cưới của ông bà. Vì nếu nói ra, ông bà sẽ không cho làm vì sợ tốn tiền con cháu. Ngày đó, chúng tôi chuẩn bị các món ăn sẵn ở nơi khác, bí mật mời nhiều bà con thân thích của ba má mình đến. Ông bà không khỏi ngạc nhiên và lo lắng. Không hiểu sao đột ngột hôm nay nhà mình nhiều khách và ai cũng nói là con của ông bà mời đến nhưng không rõ chuyện gì. Khi hiểu ra, ba má tôi vừa ngượng ngùng vừa ngây ngất hạnh phúc vì đã được con cháu tổ chức hấp hôn. Tôi đã ghi lại giọng nói của má và chụp hình quay phim ngày vui này. Mỗi khi có dịp anh em và các cháu nội ngoại tụ về hay bà con tới thăm, má tôi rất vui mang ra khoe bằng cả sự hạnh phúc tự hào. Khi được 78 tuổi, má tôi bị bệnh tim, đã bị tai biến lần thứ nhất, được các anh chị tôi tận tình chăm sóc và trong một đêm đang ngủ, má tôi bỗng khó thở và ra đi một cách nhẹ nhàng. Anh em chúng tôi trong lúc tính chuyện hậu sự thì người chị lớn mang ra bọc vải, rút ra toàn là vàng loại nhẫn một chỉ. Chị bảo trước đó mấy ngày, má tôi dặn khi má qua đời, lấy số vàng này lo chuyện ma chay chôn cất, không nhận tiền phúng điếu của mọi người, kể cả của con cháu. Má bảo không muốn mắc nợ. Việc làm cuối cùng của má tôi khiến ai cũng kính phục và anh em tôi không thể nào quên. Bần thần nhìn hàng khói nghi ngút đang lan tỏa. Vẫn là mùi hương trầm quen thuộc xưa nay má tôi hay thắp trên bàn thờ. Nhưng lần này thì khác. Tôi đang thắp nén nhang để tiễn đưa má. Tiếng gõ mõ tụng kinh đều đều của vị sư vừa quen lại vừa lạ. Hồi còn sống, má thường tụng kinh mỗi tối. Trước kia má không mấy tin, nhưng từ sau khi bị tai biến mạch máu não, má như đã về gần thế giới bên kia hơn. Má ngồi hàng giờ trước bàn thờ, lau chùi mấy tấm ảnh cũ, xếp lại bình hoa. Tôi đâu có ngờ má soạn chỗ cho mình sớm thế. Cảnh thì còn đây, mà người đâu chẳng thấy. Trên bàn, vị Alexander đang uống dở còn vài viên. Chai dầu nóng chưa đậy nắp, chắc là má vừa mới sức. Ngón tay trỏ của má vẫn còn băng chưa lành. Mới sáng má còn tươi cười mở cổng cho tôi đi làm. Chiều về, má đã chết trên giường, thanh thản như đang nằm ngủ. Cái tivi trắng đen vẫn phát chương trình cải lương mà má thích. Nhà có cái tivi màu, nhưng má chẳng bao giờ dùng đến, chỉ xài mỗi cái tivi cũ này mà thôi. Khi đi làm có đồng ra đồng vô, không để thua kém những gia đình hàng xóm, tôi cũng mua một cái tivi màu mới cáu.
nghĩ tiếc cái tivi cũ còn tốt, má đem để dưới bếp. Lúc đầu má cũng thích cái tivi mới, nhất là khi xem ta du ký, cảnh bảy con yêu tinh nhện nhện mang bảy sắc áo khác nhau, xanh đỏ tím vàng rực rỡ. Má cùng xem với con cháu, khen cảnh này hay, cảnh kia đẹp. Nhưng không như ngày xưa, chương trình truyền hình chỉ có một kênh duy nhất, tối tối cả nhà quay quần cùng nhau xem. Này, tôi thì thích xem đá banh, mà thằng cu tí cũng không chịu thua, lúc nào cũng dành có phim hoạt hình. Đi thì thôi, chứ về đến nhà là cha con lại cãi nhau. Những lúc như thế, tôi thường quát bảo con đi học để tôi coi thời sự, khiến thằng nhỏ cứ thúc thích khóc. Thế là má lại vỗ về cháu nội, bảo xuống bếp coi tivi đang trắng với má. Có hôm thằng cu tí nghịch giấu cái remote khiến tôi cáu đánh cho một trận. Má vừa can con trai vừa dỗ cháu nội. Tôi không thích má chiều cháu quá, sợ hư. Nhưng tôi cũng chẳng bao giờ la con khi nó yêu sách này nọ với má. Cũng chỉ là những chuyện cỏn con như thế. Tôi không biết được một ngày 24 giờ má tôi làm gì, sống ra sao. Tôi cũng không bao giờ nghe má than vang về những căn bệnh của người già luôn hành hạ má. Nhìn những viên thuốc uống dở còn lại trên bàn, tôi ứa nước mắt. Không biết má tôi đã khám bệnh ở đâu, ai đưa đi, hay là má xem quảng cáo rồi tự mua thuốc uống. Từ đây, tôi cũng không để ý rằng càng ngày má tôi càng trở nên lỗi thời trong chính căn nhà của mình. Má không dám đụng vào bếp ga vì sợ nổ. Má cũng thấy ớn dàn máy hát với bao nhiêu là dây điện nút xanh nút đỏ. Chỉ có mỗi cái tivi cũ là chịu phép má. Khi mất hình, má vỗ mạnh vào nó là hình lại có ngay mà chẳng sợ hư hao gì. Càng nhìn cái tivi cũ, hình đã nhòe, tiếng không còn rõ, tôi lại càng thấy thương má. Nhà có bao nhiêu đồ đạc tiện nghi hiện đại, nhưng má chỉ xài toàn đồ cũ. Vậy mà bao nhiêu lần tôi cau có bảo má mở nhỏ tivi để khỏi ảnh hưởng đến chương trình của tôi. Những hôm tôi đi làm về muộn, má cặm cụi cả ngày bên bếp dầu cũ để cả nhà vẫn có cơm canh nóng sốt. Vậy mà tôi chẳng đụng đũa đến, bảo ăn ở cơ quan rồi. Giờ tôi mới nhận ra má tôi cô đơn biết chừng nào trong những năm qua, dù đang sống bên con cháu. Tôi sinh ra trên một mảnh đất khô cằn, sỏi đá thuộc miền Trung. Tuổi thơ của tôi gắn liền với sự khốn cùng mà chiến tranh để lại. Khi chiến tranh kết thúc, ba tôi đi học tập cải tạo, bỗng chốc gia đình tôi trắng tay. Trở về, ba tôi trở thành người cay nghiệt với xã hội, cay nghiệt với gia đình. Quen sống trong cảnh ăn sung mặc sướng, cách sống gia trưởng, nên ba tôi không chấp nhận được cuộc sống cơ cực. Mọi khốn khổ đều đổ lên đầu mẹ tôi. Vốn xuất thân từ cô nhi viện, không quen công việc nhà nông nặng nhọc vất vả, nhưng mẹ tôi đã cố gắng để lo cho chồng con. Trong khi ba tôi luôn tìm đủ thứ chuyện để gây gổ, mẹ chỉ im lặng nín chịu. Nơi mẹ, tôi nhìn thấy được tình yêu là hy sinh, là ý chí diệu kỳ.
càng ngày càng túng quẫn, các anh tôi phải nghỉ học phụ giúp gia đình. Trong nhà chỉ còn mình tôi được đi học, nhưng vì mặc cảm nhà nghèo nên tôi chẳng còn muốn học hành. Sau một ngày đi làm cực nhọc, mẹ tôi lại phải kèm tôi học. Có lần mẹ bắt tôi viết chính tả, nhưng tôi không chịu. Tức mình mẹ tôi mắng: "Con nhát học thì ra chuồng bò mà ở." Thế là tôi bỏ học, ra chuồng bò ngồi. Vì thương con, sợ con bị muỗi đốt nên mẹ tôi lại ra dẫn tôi vào. Cũng không la mắng, nhưng trong giọng bà tôi nghe như nghẹn nghẹn. "Má thương con nên chỉ muốn con học hành đàng hoàng để sống cho nên người." Nhưng lúc đó tôi đâu hiểu được ý nghĩa của lời mẹ dạy. Ngày tháng trôi qua, chúng tôi lớn lên, mối quan hệ giữa ba mẹ tôi không thể hàn gắn được, còn nhà thì vẫn cứ nghèo. Mẹ đưa các anh tôi đi về quê ngoại ở miền Nam để lập nghiệp, còn tôi ở lại với ba. Khi ra đi, mẹ và các anh tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Dù biết tương lai là những ngày cực khổ, nhưng có thể đó là giải pháp tốt nhất cho gia đình tôi. Tôi ở lại sống trong sự buồn bã, chán nản, trong khi ba tôi không hề quan tâm đến tôi, mặc tôi muốn làm gì cũng được. Tôi theo bạn bè rượu chè, cờ bạc. Học xong lớp 9, tôi nghỉ học vì không có tiền và vì tôi cũng chẳng muốn đi học nữa. Tôi chỉ muốn có thật nhiều tiền để cuộc sống được sung sướng hơn, để không bị người ta khinh khi, để gia đình tôi được đoàn tụ. Cũng trong khoảng thời gian này, người ta phát hiện có mỏ vàng trên miền rừng núi Trường Sơn. Trong xóm tôi có vài người đi đãi vàng, khi về người nào cũng khấm khá. Thế là phong trào đi đào vàng trong xóm tôi bùng lên. Những người có sức khỏe trai tráng thì đi đào vàng, còn phụ nữ hay những người không đào vàng thì đi cổng chuyến, vận chuyển hàng hóa vào bãi vàng để bán cho những người đãi vàng. Tôi nghĩ đây có thể là cơ hội để đổi đời. Có một người hàng xóm từ bãi vàng về, và thế là tôi xin đi theo anh. Lúc đầu anh không cho vì tôi còn nhỏ, sợ không đủ sức đào vàng mà cuộc sống trong bãi vàng lại vô cùng gian khổ. Nhưng tôi năn nỉ và rồi anh cũng chấp nhận dẫn tôi theo. Tôi rẽ sang một bước khác, sống trong vùng rừng núi Trường Sơn, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong cái tích tắc. Tôi cũng như những người ở đây, không biết ngày mai của mình rồi sẽ ra sao. Có khi tối đi ngủ nhưng không biết ngày mai mình có thức dậy nổi hay là chìm trong giấc ngủ của ngàn thu. Vì vậy mà bao nhiêu tiền làm ra, người ta đều tiêu xài hết. Sống một cuộc đời bạc mạng, không còn chút hy vọng vào tương lai, tôi trở nên nghiện rượu và thuốc lá. Được khoảng vài tháng, khi biết tôi đã bỏ học đi làm vàng, mẹ tôi lặn lội từ miền Nam trở về đến bãi vàng để tìm tôi. Trong lòng bà lúc này chỉ có một nỗi lo sợ mất con. Để đến được chỗ tôi ở, bà phải theo những người cổng chuyến mất một ngày đêm đi bộ trong rừng sâu. Khi gặp tôi, bà vừa mừng vui, vừa đau đớn khi thấy tôi ốm yếu xanh xao như người sắp chết. Rượu, thuốc lá và thêm căn bệnh sốt rét hành hạ nên tôi trông không còn giống một con người. Mẹ khóc lóc, năn nỉ tôi về cùng bà, nhưng tôi không chịu. Tôi vẫn còn hận mẹ vì đã bỏ tôi ở lại một mình trong đơn độc, đau khổ. Nhưng chính những người anh, những người bạn cùng làm vàng với tôi đã chỉ cho tôi thấy được tình yêu thương của mẹ dành cho tôi. Chỉ có tình yêu thương vô hạn ấy mới khiến bà lặn lội đường xa, bất chấp khó khăn và cả nguy hiểm để tìm lại đứa con đã lạc mất giữa rừng. Rồi tôi miễn cưỡng đi về. Mẹ tôi vui mừng khôn xiết, hết lời cảm ơn những người đã từng cưu mang giúp đỡ tôi và khuyên tôi trở về nhà cùng bà. Thank you.
Tôi theo mẹ vào Nam, được chữa bệnh, được mẹ khuyên lơn cai thuốc cai rượu. Cũng lúc đó, tại địa phương vừa xây trường cấp 3, vì trường mới thiếu học trò nên tôi được đi học lại. Sau một năm nghỉ học, kiến thức mai một, tôi lại mặc cảm vì không theo kịp bạn bè, chán nản, muốn bỏ học. Do thấu hiểu được những khó khăn của tôi nên mẹ không bao giờ la mắng, chỉ lựa lời an ủi. Chính nhờ vậy mà tôi vượt qua được những khó khăn. Hiện tại tôi không phải là người thành đạt giàu sang, nhưng tôi đang sống như một con người mà mẹ tôi đã sinh ra, nuôi dưỡng để lớn lên. Đã bao nhiêu lần tôi vấp ngã, nhưng đều được chính bàn tay đã từng bồng ẩm tôi, đỡ nâng tôi dậy, chỉ cho tôi con đường để bước đi, để sống cuộc đời hữu ích cho mọi người. Trong gia đình, tôi là người làm mẹ tôi đau lòng nhất. Vậy mà tôi chưa một lần xin lỗi mẹ về những điều tôi đã gây ra, cũng như chưa một lần cảm ơn tình yêu cao hơn trời, rộng hơn biển mà mẹ đã dành cho tôi. Mẹ ơi, qua những dòng chữ đơn sơ này, con muốn kính gửi đến mẹ lời xin lỗi và lòng biết ơn mà con chưa một lần bày tỏ. Khi tôi lên 7-8 tuổi, vào hừng đông mỗi ngày, tôi lại bắt gặp hình ảnh mẹ dậy lui cui nấu nước uống trà hay bắt nồi cơm. Nhìn hình bóng của mẹ được ánh lửa hồng phản chiếu in to trên vách đất, tôi cứ tưởng tượng đó là hình bóng của một bà tiên vừa đi ra từ quả thị trong giấc chiêm bao của mình. Tôi ráng ngủ nán thêm một chút để hình bóng bà tiên luôn đầy giấc mơ. Cho đến khi tiếng chén đũa khua, tôi biết mẹ đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng tươm tất cho gia đình. Mẹ có tài làm đồ ăn ngon, nên bữa sáng bao giờ cũng làm tôi vững bụng để cắp sách đến trường. Còn ba tôi ăn để đắp hai đầu gối cho cứng, chuẩn bị đi làm đồng. Thỉnh thoảng ngày Chủ nhật, cả nhà tôi cùng về ruộng. Ngồi trên chiếc xe bò cọc cạch do ba tôi đánh, tôi và mẹ mặc sức chuyện trò ríu rít cho quên đoạn đường dài gập ghềnh khúc khuỷu. Về đến ruộng, ba mẹ tôi lao ngay xuống chăm sóc lúa, lúc nhổ cỏ, lúc trải phân, còn tôi chịu trách nhiệm đưa hai con bò đi ăn cỏ. Có hôm vì mải mê theo tiếng dế trống gáy, hai con bò đã đi ăn xa. Tôi cũng thích dầm mình dưới mưa để đuổi bắt mấy con chim chiền chiện tập bay bị ướt cánh. Lớn lên học cấp 2, tôi hiểu vì ba mẹ tôi ít học nên đã cố gắng cả đời lam lũ nuôi 6 anh em tôi ăn học. Đến bây giờ, anh chị em tôi ai cũng có nghề nhất định trong xã hội. Riêng ba mẹ tôi vẫn một đời chân lấm, tay bùn, chưa thật sự sung sướng một ngày trọn vẹn. Mẹ tôi luôn quan tâm đến việc học hành của tôi. Ở nhà mẹ thường bảo tôi mở sách ra đọc khi rảnh. Còn lúc nào học được điểm 10, về khoe mẹ, thế nào mẹ cũng thưởng cho cái bánh tráng mè nướng thật thơm.
biết tính tôi thích kẹo đậu phộng nên mẹ làm cất sẵn trong hũ keo lớn. Hằng ngày tôi đi học, mẹ gói theo vài miếng để ra chơi tôi có cái ăn với bạn bè. Có lần mẹ bắt chảo đường tán cho sôi chảy ra, chỉ chờ đổ đậu phộng vào, trở vài bận rồi chan vào cái mâm là món kẹo hoàn thành. Lúc đó không biết tôi tấy máy như thế nào mà nguyên chảo đường nóng đổ ụp xuống mu bàn chân trái. Tôi khóc thét lên, mẹ hốt hoảng vớt mấy con giấm đắp ngay vào chỗ phỏng cho mát. Và hơn cả tháng sau, ngày nào tôi cũng được mẹ cõng cả cây số đến trạm xá thay băng uống thuốc. Trước khi tôi xa nhà đi học, mẹ tôi căn dặn đủ điều. Nào là về Sài Gòn nhớ tránh chơi chung với bạn xấu, dễ bị tiêm nhiễm thói ăn chơi đua đòi. Nào là ráng học cho giỏi cho tốt để sau này giúp ích cho đời, cho xã hội. Gia đình mình cũng nở mày nở mặt với bà con xóm giềng. Trong hành trang tôi mang đi, mẹ còn cẩn thận gói ghém thêm chiếc mền vải mà mẹ may ghép từ những mẫu vải vụn đủ màu sắc kích cỡ. Mẹ tôi vốn là thợ may khéo tay nên chiếc mền trông cũng xinh xắn lắm. Giữa mền mẹ còn nắn nót may thêm hình con thỏ, dưới có ba chữ in hoa MTC. Tôi suy nghĩ về ba chữ ấy mà không rõ viết tắt từ cụm từ nào. Sau này khi ra trường đi dạy học, lựa gì vui tôi mới hỏi mẹ, thì mẹ cười bảo: cái thằng lớn xác đã đi dạy học rồi mà không nghĩ ra từ gì. MTC là mẹ thương con. Tôi nghe mẹ nói sao mà ngọt ngào đầy ắp tình nghĩa. Chữ chân phương, ý mộc mạc mà tình cảm của mẹ lai láng biết chừng nào. Giờ ngồi ôn lại kỷ niệm về mẹ, viết ra ít dòng cảm xúc ngắn ngủi này, thì mẹ tôi đã mất 8 năm. Chiếc mền vải ấy giờ vẫn còn, thỉnh thoảng tôi mang ra giặt giũ, rồi nâng niu rờ rẫm mấy con chữ mà mường tượng ra hình bóng mẹ. Kỷ niệm xưa ùa tràn về, để rồi ứa nước mắt thương tiếc mẹ. Mẹ ơi, con nguyện luôn là đứa con ngây thơ của mẹ, xứng với ba chữ MTC mẹ tặng cho.